nhiều ủng hộ vé của tụi em ha. Người ta thường nói là một lá vé là một cơ hội, mình mua càng nhiều vé thì cơ hội trúng thưởng càng cao nha quý vị. Dạ rồi, biết chị Minh ơi, nãy giờ quý chị Minh ai mình chưa có lấy hết, mình giơ nhẹ ngón tay lên biển bên em cũng còn phục vụ những tờ lá vé cho quý chị Minh ha. Rồi, dạ, dạ, em thấy dạ, ở dạ. Cuối đường băng á, mình đang có mua vé, ai hỗ trợ vé giúp em á, quý chị nào hỗ trợ vé giúp em ạ? Cuối đường băng ạ. Dạ. Dạ rồi, dạ chị Minh đang hỗ trợ kìa. Dạ rồi quý chị Minh ơi, nãy giờ quý chị Minh đã chỉ một loại quý chị Minh. Dạ bè bên em nữa ạ. Cần ơi, bên trái là cần. Dạ anh cần hỗ trợ giúp em bên đây nha. Dạ anh đợi xíu nha. Dạ rồi. Sao đề nghị chị Bella không có đi đường như này nữa, mất công tốn tiền chích ngừa nha. Chị bảo cái chơi cho em nha. Rồi. Nó không sủa ai cho nó sủa một mình bà Bella thôi. Nãy bây giờ chụp 8 bà Bella đi ngang, tôi thấy là con chó nó không đáng động nha. Bà Bella đi ngang cái là nó kỳ thị liền. Không phải đâu, thì nó là anh tị chị Bella đó. Dạ vâng ạ, và nếu đã có lá vé rồi thì phòng loại này Hiếu My và Thanh Huy chúc quý vị gặp nhiều may mắn ạ. Con mười ba, con mười ba, con mười ba, con mười ba.
sao không sao? Nói thiệt á, có cái dòng này á chị run lắm. Đó, mà bây giờ á đi mua rượu mà người ta không bán. Vậy hả? Thì không, chị mua rượu không bán thì biết sao không? Biết sao không bán không? Xong. Chị lệch cái tông cái rồi kia nó không bán. Giờ bắt lại cái tông lại giùm em nha. Thôi bắt đi. Rượu chị ra. Rượu chị đi mê, chị đi con mấy chị ra. Chị Hương My ơi, mình đổi hai tờ lá vé lại giúp em ha. Ba người nữa. Ba người nè. Rồi, chị Hương My ơi, mình đổi vé mình kiểm vé giúp em nha. Hay để em làm ha. Được không? Được, được em. Rồi, dạ, thank chị. Dạ rồi. Dạ rồi, em bây giờ xin kiểm vé nha. Vòng loại 2696. 2696 hợp lệ cho bạn này. Con số về điểm kia qua 46. 46 thì điểm kia qua có 1. 32. 32 có 2. 18. 18 có 3. Số 3 xin được phép hợp lệ. Rồi số 3, 18, 32 và 46 hợp lệ à. Một chủ nhân này. Vòng loại 2282 à. 2282 hợp lệ chưa bán đây ạ. Dạ 46 vừa điểm kêu qua. Có 1. 32. Có 2. 18. Có 3. Số 3 hợp lệ. Số 3, 18, 32, 46 hợp lệ à. Dạ rồi. Dạ, vòng loại 2282. 2282 hợp lệ chưa bán đây. Rồi 46 vừa điểm kêu qua. Có 1. Số 10. Số 10 có 2. 37. 37 có 3. Và 52. 52 hợp lệ. Dạ số 10, 37, 46 và 52 à. Dạ rồi. Dạ cho em hỏi còn bị trúng thưởng nào nữa không em? Em xin phép trao thưởng ra ngoài nha. Dạ. Dạ rồi. Ba chị mình còn giúp em ha. Dạ rồi. Còn thi vừa rồi của Thanh Huy và Hiếu Mê đã khép lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị cũng như ban giám khảo đã lắng nghe từng nhịp thi ạ. Dạ, rồi, kính thưa quý vị, và đó chính là Hiếu My và Thanh Huy. Dạ, ngay bây giờ em xin mời suy nghĩ xếp của ban giám khảo. Đầu tiên em xin mời anh Khu Huy Vũ. Dạ, anh muốn nữa không? Anh nữa đi, anh nữa đi. Làm sao em tha? Nói nghe nè, mấy cái dòng tiếp theo có Hương Hỏa hỗ trợ gì thi không? Không có đối khác nè. Người ta là host nhưng hôm nay không nói gì sợ Hương Hỏa bị giật chứ. Đó, đó, ta đừng có nói vậy. Biết sao nhìn sao? Em về không quen mắt. Sao giờ? Em sao mới quen mắt? Em nên nã em quá. Có mặc đồ là không có quen mắt hả? Giống như là hoa hậu á, cho nên là giống như thường những cái hình ảnh của em là lúc nào cũng bốc cháy mà nó bay bận. Anh Vũ bây giờ đúng muốn bốc cháy không? Anh Út chuẩn bị nút nha. Đây mùa đông ai xin thấy làm tiếc rơi để chẳng lối em anh về. Đây mùa đông ai xin thấy. Đúng rồi, nhắm thảo dùm xe. Em dạy.
Trời ơi, em kêu làm MC với Thai đi. Dạ. MC em lửa gì cũng được mà, đâu nhất thiết phải nền nã gì đâu. Không à, quen mắt chút nào. Thôi dạ, xuống đây xin mời nhạc sĩ của anh Khu Quý Vũ ạ. Anh biết rồi, tới anh nói nè. Chào Hiếu My và Thanh Huy nha. Ủa nếu mà trường hợp mà mình góp ý thành viên trong đoàn, thành viên trong đoàn có bị lỗi không? Không anh, không anh. Để mình nói thôi. Vậy hả? Góp ý của anh làm cho bạn cái mà anh góp ý thành viên trong đoàn á là thành viên trong đoàn không có bị lỗi, là bị chửi thôi. Anh giỡn thôi, anh không làm điều đó đâu. Anh làm điều quan trọng hơn. Hai bạn quá dễ thương. Cái gì mới nói dễ thương chỗ nào? Dễ thương trong tâm hồn. Dạ. Dễ thương trong tâm hồn xuất phát ra đã thấy mọi người dành ánh mắt cho mọi người không có rời là biết là quá tuyệt vời rồi. Giọng hát quá hay, rất là ngọt ngào, rất là tinh tế, đẳng cấp, nói chung là một cái gì đó gọi là nó sự chuyên nghiệp trong cái giọng hát của hai bạn. Nhưng mà cái giao đãi, cái đối kháng của các bạn á, nếu mà trường hợp Vũ thấy rất là vui, rất là thích, nhưng mà nếu mà các bạn control lại được, dành cảm xúc lại chút xíu nữa để mình nghe kỹ anh nhạc công bánh đánh cái gì, để mình theo kịp, để mọi người sẽ trọn vẹn hơn trong cái phần đối kháng của hai bạn hơn. Đó, vậy thôi, chỉ có vậy thôi. Chúc mừng hai bạn rất là nhiều nha. Cái mây này hấp tè nãy à. Em suy nghĩ hết pin rồi. Xin mời bé Tư. Dạ, chào chị Hiếu My. Hai em này biết chị Hiếu My từ trước rồi. Cảm ơn Thanh Huy cũng như chị Hiếu My. Em mới nói trong này là chị Hiếu My là hát sáng tạo nè, kéo toan ổn. Nhưng mà em nghĩ theo như cái này là góp ý riêng của em thôi nha, thì cái tạo hình này không hợp với chị Hiếu My. Nếu như được mình hát có những câu lạ như vậy, em nghĩ là chị phải có một cái tạo hình nào đó nó lạ cỡ chị Anna, lạ cỡ bạn chị Huệ, quậy điên đi chị, tại vì em nghĩ cái máu điên trong người của chị nó còn ẩn giấu nhiều lắm, nó chưa hết đâu. Dạ, và một cái nữa em xin nhận xét nó hơi thẳng tiến là về cái sự mà xử lý của mình trên sân khấu. Dạ, thì nói chung là những cái sự cố nào mà mình đã bị mà mọi người ở đây tất cả đều thấy rồi, thì mình đừng cố gắng giải quyết nó bằng một cách nào hết, mình cứ buông đi, mình cho mọi người thấy luôn cái sự cố đó. Chẳng hạn ví dụ như em hát lạc tâm thì nó mới ngưng mà đó, tôi mới hát lạc tâm nó kiểu vậy, thì nó là một cái biến hành. Nếu cái đó thì tùy mỗi người thôi. Thêm một cái nữa là Huy ngày hôm nay thấy Huy khá là dễ thương đó, rất là boss luôn. Trời ơi, sao mà giám khảo hồi nãy giờ giám khảo bé Tư nãy giờ dạng thấy nhìn giới tính người ta không nha ba? Không phải, ý là nói nó có cái sự dễ thương, nó nhẹ nhàng hơn cái ngày bình thường rất là nhiều. Chứ tôi thấy nãy giờ hết Tuấn Trần, giờ tới Thanh Huy là... Ngày hôm nay Huy control được cái năng lượng của mình ngày bình thường hơn. Giống như là cũng có một xíu nào đó nhường cho bạn diễn. Nói chung ngày hôm nay là hai người đó trò trịa rồi, cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn giám khảo bé Tư rất nhiều, xin mời chị Lộ Lộ ạ. Ở cái phần này thì chắc có lẽ là Lộ cũng... muốn mọi người nhìn thấy được là một thành viên mới, thành viên cũ không có cái sự khoảng cách gì hết. Bởi vì thật sự top 10 năm nay ai cũng giỏi hết. Đặc biệt Hiếu My cũng đã là thi vô đoàn một lần, hoạt động cộng tác cũng một số thời gian rồi, một thời gian ở với Bình Dương rồi. Riêng với Thanh Huy đó, bạn không có thành tích gì ở mùa trước, nhưng mà bạn vẫn cộng tác được với đoàn. Bởi vì cái tính cách của bạn làm cho chị thấy là, và cái sự cầu tiến của bạn làm cho chị thấy rất là hài lòng. Cho nên là chị nghĩ là chị cần một người nhân viên không chỉ có sự tài năng ở sân khấu mà còn có sự tử tế với tất cả mọi người nữa. Thì em là một người làm được cái điều đó. Bởi vì giống như là mọi người có thể nhìn thấy là không phải ai đứng sân khấu họ cũng giỏi hết, nhưng mà tại sao họ vẫn có thể song hành được với đoàn? Bởi vì họ thật sự ngoài cái việc cái khả năng của họ trên sân khấu còn có sự tử tế nữa. Và ngay từ lúc đầu em nói với chị Hiếu My rồi, đó là em rất mong muốn chị thi lại. Bởi vì đã lâu lắm rồi, chỉ cần phải có một hình ảnh mới, một visual mới cho bản thân chị, để khán giả yêu mến chị và nhớ tới chị nhiều hơn. Tại chị có khả năng mà chị cũng đã cộng tác, nhưng mà nó cứ nát quảng, nó làm cho người ta không có nhớ tới mình. Cho nên cái cuộc thi nó làm là cái bước đệm cho chị rất là tốt. Nhưng nó vậy thì phải chủ quan. Không phải chủ quan, bởi vì cái top mà thí sinh đang cùng thi với chị có những người mạnh hơn chị rất nhiều.
đó, cho nên là mình nói vậy để các bạn rút kinh nghiệm ở những vòng sau. Còn riêng ở vòng này thì mình thấy tuyệt vời, chỉ có cái giống như cái Tư nói, làm sao khi xử lý sự cố cho sân khấu nó bị lạc tông nãy. Ví dụ lạc thì mình quay mặt anh, thêm dừng lại nhiều cái chết cha bị lạc tông rồi, nó cũng là một cái để cho mình ổn định tinh thần hơn và khán giả cũng thông cảm với mình hơn. Đừng cố gắng mình ngay nó luôn là mình sai nha, là mình lòi đó, người ta biết à khúc đó mình lạc thiệt á. Nhưng mà lâu lâu tại sao hát mấy chục con số có hai người làm xong nè, bản thân chịu vậy đó, mới diễn với đoàn của anh Hoàng Huy chứ, đứng trên sân khấu giới thiệu bài hát xong bước xuống sân khấu cao quá cho em mang về cao quá, lớn xuống không kịp cho anh Hoàng tắt nhạc đi cho em bước xuống sân khấu đó. Mình nói một xíu người ta thông cảm và mình sao tự tin hơn, mắc cái gì mình không nói, làm gì chi, làm gì dàn trải chi cho nó sao, nó làm cho mình bị tụt mút, mình bị nhớ cái đó không, hãy xử lý nó một cách sạch sẽ gọn gàng. Sân khấu của mình rất là gần với khán giả, cho nên là hãy cho mọi người thấy là sự nhiệt tình của mình trong từng chi tiết nhỏ luôn, chứ không phải là chỉ có là mình làm để đối phó trên sân khấu của mình. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Một lần nữa xin chúc mừng cho Hiếu My và Thanh Huy.